Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nhé. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bản jailbreak chính thức cho iOS 15-15.4.1, chạy chip A12-A15 nhé. Dopamine. Còn cái Fugu 15 nó chỉ là cái bản beta thôi. Đây là cái tên chính thức nhé. Chính thức. Sau này jailbreak sẽ có tên là Dopamine nhé, iOS 15-15.4.1 trên những cái chip A12-A15 nhé. Các bạn tải về cài qua chuông to, sau đó các bạn bật chế độ máy bay lên, bật chế độ máy bay lên nhé. Setting này các bạn bật hết lên được nhé. Sau đó các bạn nhấn vào ẩn jailbreak để cho nó ẩn jailbreak đi nhé. Khi các bạn jailbreak thành công, rất là đơn giản thôi. Sau đó các bạn nhấn jailbreak nhé, nhấn jailbreak. Các bạn nhấn jailbreak thành công nhé. Nếu mà nó khởi động lại thì các bạn hãy làm lại là được. Cái chỗ này mình phải tự vuốt nhé, xem nó chạy đến đâu rồi. Đấy. Là nó báo đăng này, hay là báo chữ jailbreak này là thành công là ok này. Bỏ chế độ máy bay đi. Có xi leo nhé, zebra nhé. Đây mình đã jailbreak rồi, nên là mình đã add nguồn vào rồi, cài tờ quick rồi nhé. Các bạn jailbreak muốn thêm nguồn và cài tờ quick thì các bạn tự làm nhé. Đây mình hướng dẫn các bạn là cách jailbreak rồi. Như vậy là đã jailbreak thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.